Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài luyện tiết luyện tập 3 ở bài 71. Đó là bài ôn tập phép nhân phép chia ở trong quyển sách toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài số 1 ở đây yêu cầu các bạn điền cái số còn thiếu vào phần hỏi chấm. Nếu các bạn có làm vào sách thì các em hãy dùng bút chì nhé. Cô có 3 nhân với 5 tích, tức là em làm phép nhân lấy 3, 5 nhân với 3 bằng 15. Tiếp theo, các em cứ lấy hai số, hai thừa số các em nhân với nhau thì được tích. Đấy, hai thừa số nhân với nhau thì được tích. Ta có 5 nhân 2 bằng 10. Như vậy ở hỏi chấm này các em sẽ điền cho cô số 10. 5 nhân 4 bằng 20, các em điền số 20. Tiếp theo nữa. 5 nhân 7 bằng 35, các bạn viết 35. 2 nhân 5 bằng 10. Các em viết 10. 2 x 8 16, các em viết số 16. 2 x 9 bằng 18, các bạn viết số 18. Như vậy là ta đã vừa hoàn thành xong bài 1A. Sang bài tập số 1B. Bài tập số 1B ta có số bị chia, số chia, thương. Thương tức là các em sẽ đi làm phép chia. Các em lấy số bị chia, chia cho số chia thì được thương. 15 chia 5 bằng 3. Tiếp theo, lấy 18 chia cho 2 thì bằng 9. Tiếp theo nữa, 20 chia 5 bằng 4. Tiếp theo, 35 chia 5 bằng 7. Tiếp theo nữa, 16 chia 2 bằng 8. 20 chia 2 bằng 10. Và 40 chia 5 cũng bằng 8. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong ý B. Ở ý B này thì đây chính là phép chia, còn ở ý A là phép nhân. Đấy, muốn tìm tích thì các em lấy hai thừa số phía trên, các em nhân với nhau thì được tích phía dưới. Muốn tìm thương thì các em lấy số bị chia, chia cho số chia thì được thương tương ứng. Xong bài tập số 1, bây giờ cô và các bạn sẽ sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Mỗi con thỏ lấy các củ cà rốt ghi phép tính có kết quả ghi trên mỗi con thỏ đó. Hỏi con thỏ nào lấy được nhiều củ cà rốt nhất? Như vậy, muốn biết được con thỏ nào lấy được nhiều củ cà rốt nhất thì các em sẽ nối các củ cà rốt đến các con thỏ. Và sau đó thì chúng ta sẽ xem thử con thỏ nào lấy được nhiều củ cà rốt nhất nhé. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Các em sẽ cùng nhẩm với cô. Ta có 2 x 3 bằng 6, các em nối đến con thỏ số 6. 16 chia 2 bằng 8, các bạn nối đến con thỏ số 8. 20 chia cho 2 bằng 10, chúng ta sẽ nối củ cà rốt này đến con thỏ ghi số 10. Tiếp theo, 30 chia cho 5 cũng bằng 6, các bạn sẽ nối đến thỏ số 6. Nếu em nối vào hãy dùng bút chì. 40 chia 5 bằng 8, các bạn nối đến con thỏ số 8. 2 x 4 cũng bằng 8, chúng ta tiếp tục nối đến thỏ số 8.
12 chia cho 2 bằng 6, kem nối đến thỏ số 6. 4 nhân với 2 bằng 8, các bạn nối đến thỏ số 8. 50 chia cho 5 bằng 10, các bạn nối đến thỏ số 10. 2 nhân 5 cũng bằng 10, các bạn nối đến thỏ số 10. Như vậy chúng ta sẽ cùng xem nào. Con thỏ này là con thỏ màu xám thì nối 1, 2, 3 củ cà rốt. Như vậy thỏ xám lấy được 3 củ cà rốt. Tiếp theo thỏ trắng kem có này 1, 2, 3, 4. Như vậy thỏ trắng lấy được 4 củ cà rốt. Cuối cùng thỏ xám, thỏ nâu. Thỏ nâu thì lấy được là 1, 2, 3 củ cà rốt. Như vậy trong 4 con thỏ này, sau khi các bạn nối xong thì ta có như sau. Thỏ xám lấy được 3 củ cà rốt, thỏ nâu lấy được 3 củ cà rốt và thỏ trắng lấy được 4 củ cà rốt. Như vậy thỏ trắng mang số 8 lấy được nhiều củ cà rốt nhất. Vậy các em sẽ trả lời như sau. Có bài tập số 2. Thỏ xám lấy được là 3 củ cà rốt. Tiếp theo, thỏ nâu, thỏ trắng thì lấy được 4 củ cà rốt. Cuối cùng, thỏ xám. Cuối cùng là thỏ nâu. Thỏ nâu thì cũng lấy được 3 củ cà rốt. Sau khi kem nếm như thế này rồi thì chúng ta sẽ kết luận lại là: vậy thỏ trắng lấy được nhiều cà rốt nhất. Vậy thỏ trắng lấy được nhiều củ cà rốt nhất. Như vậy, thỏ trắng lấy được nhiều củ cà rốt nhất. Xong được bài tập số 2. Những ai chưa xong, các em hãy dừng lại làm cho xong. Tiếp theo sau bài tập số 3 như sau. Bài tập số 3, các bạn điền số còn thiếu vào cái phần hỏi chấm. Ta có 5 x 3 bằng 15, các bạn điền số 15 vào đây. Các em lấy 15 cộng 9 được kết quả điền vào đây. 15 cộng với 9 bằng 24, các bạn điền 24 vào đây. Tiếp theo nữa, ta có 4 chia cho 2 bằng 2, kem ghi kết quả 2 vào đây. Kem lấy 2 x 5 được kết quả bao nhiêu, các bạn điền vào đây.
thì 2 nhân 5 bằng 10. Tiếp tục lấy 10 trừ đi 4 bằng 6, các bạn điền 6 vào đây. Như thế là chúng ta đã xong được thêm bài tập số 3. Ở bài tập số 3A, hỏi chấm đầu tiên các bạn điền số 15. Tiếp theo các bạn điền cho cô số 24. Ở hỏi chấm B, các em sẽ điền các số 2, 10 và 6. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 4. Ai chưa xong bài tập số 3, các em dừng một chút làm xong bài tập số 3. Bài tập số 4 như sau. Trong hội đua thuyền, mỗi đợt thì có 5 thuyền tham gia. Hỏi 3 đợt như vậy có tất cả bao nhiêu thuyền tham gia? Như vậy, 3 đợt thì các em sẽ lấy số thuyền của một đợt các em nhân 3 lên, tức là chúng ta sẽ lấy 5 nhân 3 bằng 15 thuyền. Vậy 3 đợt có số thuyền tham gia là bài tập số 4. Hoặc là số thuyền tham gia 3 đợt là cứ một đợt thì có 5 thuyền, 3 đợt thì các em lấy 5 x 3 bằng 15 thuyền. Như vậy 3 đợt thì sẽ có 15 thuyền tham gia. Đáp số là 15 thuyền. Sau bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Những ai chưa xong bài tập số 4, các em hãy dừng lại làm xong bài tập số 4. Sau bài tập số 5 như sau. Robot đếm trong chuồng cả gà và thỏ thì có 8 chân. Hỏi trong chuồng có mấy con thỏ? Như vậy, trong chuồng thì có 8 chân là cả gà và thỏ. Như vậy là chúng ta biết là gà thì có 2 chân mà thỏ thì nếu có 4 chân. Nếu như mà có 2 con thỏ. Nếu có 2 con thỏ thì tất cả các cái chân này đều là chân của thỏ. Đều cả là chân của thỏ cả, bởi vì mỗi con thỏ là có 4 chân mà. Như vậy nếu mà có 2 con thỏ thì nó sẽ là 4 cộng 4 bằng 8 chân, như vậy sẽ không thể có con gà được. Đúng chưa? Nhưng mà robot bảo là trong chuồng có cả gà và thỏ. Như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ chỉ có được một con thỏ thôi. Vì nếu mà là có 2 con thỏ thì sao? Nếu nhiều hơn 2 con thỏ thì nó sẽ có nhiều hơn 8 chân. Còn nếu có 2 con thỏ thì 2 con thỏ đã đủ 8 chân rồi thì sẽ không có con gà. Như vậy, trường hợp nếu có 2 con thỏ thì chúng ta sẽ loại ra. Trường hợp nếu có 1 con thỏ thì số thỏ sẽ là có số chân thỏ sẽ là có 4 chân. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được số chân gà là bằng bao nhiêu. Số chân gà thì các em sẽ lấy 8 trừ đi 4 thì bằng 4 chân. Mỗi con gà có 2 chân, như vậy số con gà sẽ là 4 chia 2 bằng 2. Như vậy trong chuồng sẽ có là 1 con thỏ. Trong chuồng sẽ có 1 con thỏ và 2 con gà. Như vậy chúng ta sẽ giải thích như sau. Bài tập số 5 như sau. Người ta hỏi là hỏi trong chuồng có mấy con thỏ thôi. Vì trong chuồng có 8 cái chân. Bài tập này là bài tập số 5. Là ta có này. Gà có 2 chân, thỏ có 4 chân. Nên suy ra trong chuồng chỉ có 8 cái chân thôi, nên là số con thỏ trong chuồng thì không thể là quá 2 con được, đúng không nào? Nên suy ra là trong chuồng là có 8 cái chân, suy ra là
trong trường sẽ có là nhiều nhất là có thể là có nó có hai con thỏ. Nhưng mà nếu mà có hai con thỏ thì sao? Nếu như mà có hai con thỏ thì là chúng ta sẽ không có con gà nào cả. Bởi vì là nếu mà cả hai con thỏ thì hai con thỏ đấy sẽ có là 8 chân rồi. Vì trong chuồng có 8 chân nên số con thỏ nhỏ hơn hoặc bằng hai con, phải nhỏ hơn hoặc bằng hai con. Nhỏ hơn hoặc bằng hai con thì có thể là có một con hoặc là hai con. Vậy trường hợp một, nếu có hai con thỏ, trường hợp một là nếu có hai con thỏ nếu có hai con thỏ thì số chân thỏ sẽ là 8 chân và chúng ta sẽ suy ra là không có con gà. Nếu có hai con thỏ thì có 8 chân thỏ. Bởi vì là mỗi con thỏ là có 4 chân, vậy hai con thỏ thì có 8 chân thỏ. Như vậy sẽ không có gà. Suy ra không có gà. Nhưng mà bạn bạn này bạn nên đếm, bạn robot bạn đếm là phải có cả gà cả thỏ cơ. Như vậy trường hợp này chúng ta sẽ loại đi. Bởi vì là nếu như mà cả 8 chân đều là 8 chân thỏ thì không có con gà nào cả thì sẽ bị loại, bởi vì là bạn này bạn đếm là trong chuồng là vừa có gà vừa có thỏ phải không? Đấy. Nếu có một con thỏ. Nếu có một con thỏ thì số chân thỏ sẽ là 4 chân. Và chúng ta sẽ suy ra được số chân gà sẽ là lấy 8 trừ đi 4 thì bằng 4. Có 4 chân gà mà mỗi con gà có 2 chân thì chúng ta lấy 4 chia 2 thì bằng bằng 2. Nếu có 4 chân thỏ, nếu có 4 con thỏ thì nếu có một con thỏ thì số chân gà sẽ là mỗi con thỏ có 4 chân. Một con thỏ có 4 chân vậy có tất cả là 8 chân ở trong chuồng trừ đi một con thỏ là 4 chân, như vậy sẽ có 4 chân gà. 4 chân gà thì chúng ta sẽ suy ra được là có hai con gà. Có hai con gà. Bởi vì sao? Bởi vì nhá, mỗi con gà thì có hai chân mà trong chuồng ta đếm được 4 chân thì sẽ là có hai con gà. Như vậy sẽ thỏa mãn, trường hợp này là thỏa mãn là sẽ có một con thỏ này và sẽ có hai con gà này. Đúng chưa? Như vậy trường hợp này chúng ta sẽ chọn trường hợp này. Để trong chuồng là vừa có thỏ vừa có gà. Vậy các em sẽ kết luận lại là vậy trong chuồng có một con thỏ. Vậy chuồng có một con thỏ. Vậy có một con thỏ. Đấy, như vậy trong chuồng của chúng ta sẽ có một con thỏ. Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết 3 của bài 71 ở trong quyển sách toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các cái video miễn phí ở trên kênh thì các bạn có thể là nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em. Chúng ta hãy vào YouTube gõ từ khóa là kênh Mít Hạnh để cùng xem các video mới ở trên kênh của cô. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.